Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập ánh sáng đêm cho cảnh nội thất này. Đầu tiên tôi sẽ nhấn hai cái đèn vào hai vị trí này. Các bạn qua mặt top, tôi zoom lớn lên. Các bạn qua tab này, chúng ta chọn đèn và chọn đèn của V đây và chọn V Light. Chúng ta chọn dạng tia. Ánh sáng chúng ta quy định là ánh sáng màu vàng. Ok, đóng lại. Và vẽ hai đối tượng đèn đây. Bây giờ tôi về lệnh di chuyển. Đi ship copy qua đèn đối tượng tiếp theo. Và đồng ý copy dạng extra. Sau khi mặt top chúng ta làm xong, các bạn qua mặt app để chọn nhanh các đối tượng đèn, các bạn vào bộ lọc này, chúng ta chọn đèn. Kéo chọn và kéo vào vị trí đèn này. Các bạn có thể cho đèn ra ngoài hoặc vào trong cũng được, nhưng để thật hơn chúng ta kéo vào trong này. Tôi qua modify để chỉnh thông số đèn. Bây giờ tôi chọn về góc nhìn camera này. Chúng ta muốn khóa góc nhìn để đứng ở bất kỳ vùng nhìn nào render cũng được. Các bạn bấm vào biểu tượng này. Các bạn bấm nút khóa và đóng lại. Tiếp theo chúng ta nhấn F9 trên bàn phím để chúng ta test thử ánh sáng xem đã vừa đủ hay chưa. Tôi bấm render. Ánh sáng của chúng ta còn rất yếu, chỉ mới le lói mà thôi. Bây giờ tôi tăng đối tượng này lên khoảng 20.000. Do ánh sáng nội thất đêm nên đèn cần tăng cường độ và màu sáng nhạt hơn một chút nữa. Sau khi tăng đèn xong, chúng ta cùng nhau bấm render. Thì tôi thấy ánh sáng bắt đầu có phần rực rỡ hơn rồi. Vấn đề chúng ta gặp phải ở đây là môi trường chúng ta không hiển thị màu xanh, không rõ ràng. Và tôi muốn hiển thị màu xanh để giống ban đêm hơn. Tôi tạm thời tắt bảng này đi. Các bạn nhấn M trên bàn phím này. Lý do của chúng ta ở đây là môi trường chưa đủ sáng. Các bạn nhấn phím O và kéo ra một map output và kết nối môi trường này với cái map này. Tôi nhấp đúp vào map này. Sau khi nhấp đúp vào output này, các bạn tăng thông số ở mouse này, tôi có thể tăng lên 5. Khi tăng lên 5 thì đối tượng map chúng ta sáng hơn. Bây giờ các bạn nhấn số 8 trên bàn phím hoặc vào rendering, bấm vào environment và kéo map output này đè lên cái map cũ. Và tôi cũng chọn dạng extend. Tạm thời đóng đối tượng này lại. Các bạn sẽ phải màn hình và chọn VLAY VFB. Lấy lại cái khung. Tôi kéo khoanh vùng và render thử phần này. Xem đã có màu xanh chưa. Tôi thấy cũng tương đối xanh rồi. Nếu còn sáng hơn, chúng ta có thể tăng cường độ lên. Ở đây tôi tiếp tục tăng cường độ lên một chút nữa. Tôi tăng lên 7. Và đồng ý luôn. Tạm thời tắt khoanh vùng đi. Ở đây tôi thấy ánh sáng thì cũng tương đối, nhưng màu xanh của chúng ta lẫn vào đây thì hơi ít. Tôi sẽ dùng các đèn trợ sáng V-Light dạng flame. Các bạn chọn khung nhìn font. Ở đây chúng ta có 3 cửa sổ. Tôi lần lượt vẽ thêm 3 cái đèn V-Light và cường độ cho 100. Màu ánh sáng tôi cho màu nghiêng xanh, xanh nhạt thôi các bạn, để nó giống ban đêm. Tôi ví dụ như thế này, ok. Và bắt đầu vẽ. Các bạn vẽ vị trí đèn sát vùng cửa sổ này. Tôi bắt đầu vẽ. Ở đây chúng ta chưa chọn dạng plane. Tôi tạm thời xóa và chọn plane. Và kéo vẽ. Các bạn chọn lệnh mirror. Đối xứng qua trục Z. Để đèn này hướng vào trong, tôi ok. Bây giờ các bạn phải kết thúc lệnh và qua mặt top di chuyển đối tượng này sát cửa sổ. Các bạn lưu ý giúp tôi rằng những đối tượng đèn này không nên ở ngoài cửa sổ. Chúng ta để ở vị trí khung này là tiện nhất. Nếu bạn kéo ở ngoài tấm kính này, đôi khi một vài hiện tượng lốm đốm chúng ta sẽ không khử hạt được. Tôi kéo bên trong ở vị trí khuôn cửa này. Sau khi làm xong, tôi giữ shift copy thêm các đối tượng đèn. Các bạn chú ý rằng chúng ta chọn là extend. Tiếp tục cửa sổ thứ ba và ok, sắp xếp đúng vị trí. Sau khi xong, bây giờ tôi bấm render trên bàn phím. Với cảnh của chúng ta cũng đã tương đối được rồi, nhưng ở đây tôi muốn đèn nhấn và bóng nó cứng hơn. Vì vậy các bạn hết sức lưu ý, chúng ta chỉnh đèn như sau để được bóng cứng. Bóng này là do hai đèn ở đây,
Vì vậy tôi sẽ chọn đèn lên và qua Modify. Các bạn kéo xuống và bỏ phần Stone with In Map. Tôi sẽ khoanh vùng và render lại để các bạn thấy hiệu ứng một bên bóng cứng bên bóng mềm. Nếu bạn check vào Stone with, nó sẽ làm mềm cái bóng đi và những đối tượng ở vùng khuất, vùng tối có hạt nó khử đi. Sau khi render xong, tôi thấy bóng đã đẹp, cứng, nó phù hợp hơn với ánh sáng này và thật hơn rất nhiều. Tôi tạm thời tắt. Bây giờ các bạn cùng nhau bật bảng F10 lên vào phần V-Ray và Google Switcher. Các bạn bỏ joystick override đi để chúng ta render ánh sáng cùng với vật liệu hiển thị lại. Tôi bắt đầu tắt đi và render kết quả cuối cùng với ánh sáng đầu tiên không có sự tham gia của ánh trăng ở đây. Tôi bấm render. Khá ấn tượng phải không các bạn? Cảnh đêm của chúng ta trông rất thật. Ở video sau, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt ánh trăng vào đây, tức là có trăng soi qua cửa sổ và chiếu bóng của căn phòng này.